Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính thưa quý vị và các bạn, theo như người ta thống kê thì thấy rằng cứ 3 phút là lại có người bị đột quỵ và tử vong. Căn bệnh đột quỵ hay dân gian người ta còn thường gọi là bệnh cảm là một trong số những căn bệnh phổ biến hiện nay có xu hướng trẻ hóa rất mạnh. Bệnh đột quỵ khi mắc phải thì khó lòng có thể chữa trị được, phát hiện sớm còn có thể cứu vãn được, chứ không phát hiện chỉ cần muộn một chút thôi là có thể ra đi tính mạng của bất kỳ ai. Do vậy, việc phòng bệnh, tránh những tình trạng bị đột quỵ xảy ra là điều cần thiết, ai cũng cần phải nắm và ghi nhớ rõ để điều trị, phòng bệnh cho chính bản thân mình. Mời quý vị cùng lắng nghe những phương pháp phòng căn bệnh đột quỵ xảy ra trên cơ thể. Từ đó chúng ta biết cách điều chỉnh thói quen ăn uống, ngủ nghỉ để tránh gặp phải tình trạng bị bệnh đột quỵ xảy ra như thế này. Cứ 3 phút lại có một người bị đột quỵ, ai cũng phải biết cách để phòng tránh trước khi quá muộn. Đột quỵ là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới. Trung bình cứ 3 phút lại có một ca tử vong do đột quỵ. Vậy đột quỵ là gì? Dấu hiệu đột quỵ bao gồm những gì? Hãy cùng tìm hiểu rõ hơn trong nội dung dưới đây. 1. Đột quỵ là gì? Đột quỵ còn được gọi là tai biến mạch máu não. Đây là tình trạng não bộ bị tổn thương nghiêm trọng do quá trình cấp máu não bị gián đoạn hoặc giảm đáng kể, khiến não bộ bị thiếu oxy, không đủ dinh dưỡng để nuôi các tế bào. Trong vòng vài phút, nếu không được cung cấp đủ máu, các tế bào não sẽ bắt đầu chết. Do đó, người bị đột quỵ cần được cấp cứu ngay lập tức. Thời gian kéo dài càng lâu, số lượng tế bào não chết càng nhiều sẽ ảnh hưởng lớn tới khả năng vận động và tư duy của cơ thể, thậm chí là tử vong. Hầu hết những người sống sót sau cơn đột quỵ đều có sức khỏe suy yếu hoặc mắc các di chứng như tê liệt hoặc cử động yếu một phần cơ thể, mất ngôn ngữ, rối loạn cảm xúc, thị giác suy giảm. Có hai loại đột quỵ là đột quỵ do thiếu máu và đột quỵ do xuất huyết. Đột quỵ do thiếu máu cục bộ chiếm khoảng 85% tổng số các ca bị đột quỵ hiện nay. Đây là tình trạng đột quỵ do các cục máu đông làm tắc nghẽn động mạch, cản trở quá trình máu lưu thông lên não. Đột quỵ do xuất huyết. Đột quỵ do xuất huyết là tình trạng mạch máu đến não bị vỡ, khiến máu chảy ồ ạt, gây xuất huyết não. Nguyên nhân khiến mạch máu vỡ là do thành động mạch mỏng, yếu hoặc xuất hiện các vết nứt, rò rỉ. Ngoài ra, người bệnh có thể gặp phải cơn thiếu máu não thoáng qua. Đây là tình trạng đột quỵ nhỏ. Dòng máu cung cấp cho não bộ bị giảm tạm thời. Người bệnh có những triệu chứng của đột quỵ nhưng chỉ diễn ra trong thời gian rất ngắn, thường kéo dài khoảng vài phút. Đây là dấu hiệu cảnh báo nguy cơ đột quỵ có thể xảy ra bất cứ lúc nào mà người bệnh cần lưu ý. 2. Nguyên nhân gây đột quỵ. Có rất nhiều yếu tố làm tăng nguy cơ bị đột quỵ, bao gồm các yếu tố không thể thay đổi và các yếu tố bệnh lý. 1. Các yếu tố không thể thay đổi. Tuổi tác. Bất cứ ai cũng có nguy cơ bị đột quỵ. Tuy nhiên, người già có nguy cơ đột quỵ cao hơn người trẻ. Kể từ sau tuổi 55, cứ mỗi 10 năm, nguy cơ bị đột quỵ lại tăng lên gấp đôi. Giới tính. Nam giới có nguy cơ bị đột quỵ cao hơn nữ giới. Tiền sử gia đình. Người có người thân trong gia đình từng bị đột quỵ có nguy cơ bị đột quỵ cao hơn người bình thường. Chủng tộc. Người Mỹ gốc Phi có nguy cơ mắc đột quỵ cao gần gấp đôi so với người da trắng. 2. Các yếu tố bệnh lý. Tiền sử đột quỵ. Người có tiền sử bị đột quỵ có nguy cơ cao bị đột quỵ lần tiếp theo, nhất là trong vòng vài tháng đầu. Nguy cơ này kéo dài khoảng 5 năm và giảm dần theo thời gian. Đái tháo đường. Các vấn đề liên quan đến đái tháo đường có khả năng làm tăng nguy cơ đột quỵ. Bệnh tim mạch. Người mắc các bệnh lý tim mạch có khả năng bị đột quỵ cao hơn người bình thường. Cao huyết áp. Cao huyết áp gây gia tăng sức ép lên thành động mạch, lâu dần khiến thành động mạch bị tổn thương, dẫn đến xuất huyết não. Ngoài ra, cao huyết áp còn tạo điều kiện cho các cục máu đông hình thành, cản trở quá trình lưu thông máu lên não. Khám huyết áp là một trong những biện pháp để tìm ra nguyên nhân đột quỵ.
mỡ máu. Cholesterol cao có thể tích tụ trên thành động mạch, tạo thành vật cản gây tắc nghẽn mạch máu não. Thừa cân, béo phì. Người bị thừa cân béo phì có thể dẫn đến nhiều bệnh như cao huyết áp, mỡ máu, tim mạch, tăng nguy cơ bị đột quỵ. Hút thuốc. Các nguyên nhân đã chỉ ra rằng người hút thuốc có nguy cơ bị đột quỵ cao gấp 2 lần. Khói thuốc làm tổn thương thành mạch máu, gia tăng quá trình xơ cứng động mạch. Thuốc lá cũng gây hại cho phổi, khiến tim làm việc nhiều hơn, gây tăng huyết áp. Lối sống không lành mạnh. Ăn uống không điều độ, không cân bằng đầy đủ các loại dưỡng chất, lười vận động là một trong những nguyên nhân dẫn đến đột quỵ. Ngoài ra, đột quỵ cũng được cho là có liên quan đến việc sử dụng các chất kích thích, uống quá nhiều rượu. 3. Dấu hiệu nhận biết đột quỵ. Các dấu hiệu đột quỵ có thể xuất hiện và biến rất nhanh, lặp đi lặp lại nhiều lần, bao gồm cơ thể mệt mỏi, đột nhiên cảm thấy không còn sức lực, tê cứng mặt hoặc một nửa mặt, nụ cười bị méo mó. Cử động khó hoặc không thể cử động chân tay, tê liệt một bên cơ thể. Dấu hiệu đột quỵ chính xác nhất là không thể nâng hai cánh tay qua đầu cùng một lúc. Khó phát âm, nói không rõ chữ, bị dính chữ, nói ngọng bất thường. Bạn có thể thực hiện phép thử bằng cách nói những câu đơn giản và yêu cầu người bệnh nhắc lại. Nếu không thể nhắc lại được, thì người bệnh đó đang có những dấu hiệu đột quỵ. Hoa mắt, chóng mặt, người mất thăng bằng đột ngột, không phối hợp được các hoạt động. Thị lực giảm, mắt mờ, không nhìn rõ. Đau đầu dữ dội, cơn đau đầu đến rất nhanh, có thể gây buồn nôn hoặc nôn. Người bị đột quỵ có thể có một vài dấu hiệu trên. Tùy thể trạng sức khỏe của mỗi người mà dấu hiệu đột quỵ khác nhau. Ngoài ra, người bệnh có thể gặp cơn thiếu máu não thoáng qua với các triệu chứng giống hệt đột quỵ, nhưng chỉ xảy ra trong vòng vài phút. Cơn thiếu máu não thoáng qua là dấu hiệu cảnh báo tình trạng đột quỵ xuất hiện, có thể trong vài ngày hoặc một tháng sắp tới. Những dấu hiệu đột quỵ có thể đến và qua đi rất nhanh. Bạn cần lắng nghe cơ thể, khi thấy các dấu hiệu này xuất hiện, cần chủ động đến gặp bác sĩ càng sớm càng tốt để được kiểm tra. Thời gian vàng cho bệnh đột quỵ là 60 phút. Mỗi phút qua đi, mức độ tổn thương của hệ thần kinh càng nghiêm trọng. 4. Cách phòng tránh đột quỵ. Chế độ dinh dưỡng hợp lý. Nguyên nhân gây bệnh đột quỵ đến từ các bệnh lý tim mạch, đái tháo đường, mỡ máu. Chế độ dinh dưỡng là yếu tố quan trọng quyết định hình thành các bệnh lý này. Ăn uống với chế độ dinh dưỡng hợp lý là cách phòng tránh đột quỵ hiệu quả. Ăn nhiều các loại rau củ quả, các loại đậu, ngũ cốc. Ăn nhiều thịt trắng, hải sản, trứng để bổ sung protein cho cơ thể. Hạn chế ăn các loại thịt đỏ. Hạn chế các thực phẩm giàu chất béo, đồ chiên xào, thức ăn nhanh. Hạn chế các loại đồ ngọt, thực phẩm có chứa nhiều đường. Uống nhiều nước lọc, nước trái cây, sữa đậu nành. Tập thể dục hàng ngày. Tập thể dục giúp tăng cường tuần hoàn máu trong cơ thể, nâng cao sức khỏe, giúp tim khỏe mạnh. Tập thể dục 30 phút mỗi ngày, ít nhất 4 lần mỗi tuần sẽ làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch dẫn đến đột quỵ. Giữ ấm cơ thể. Nhiễm lạnh có thể gây tăng huyết áp, tăng áp lực khiến mạch máu bị vỡ. Cần giữ ấm cho cơ thể, giữ gìn sức khỏe, đặc biệt là với người lớn tuổi trong thời điểm giao mùa. Không hút thuốc lá. Hút thuốc lá là một trong những nguy cơ làm tăng khả năng bị đột quỵ. Thuốc lá còn gây hại cho sức khỏe của bản thân và những người xung quanh. Nếu bỏ thuốc lá trong vòng từ 2 đến 5 năm, nguy cơ bị đột quỵ sẽ ngang bằng với người chưa bao giờ hút thuốc. Kiểm tra sức khỏe định kỳ. Kiểm tra sức khỏe định kỳ sớm phát hiện ra các yếu tố gây đột quỵ và chủ động can thiệp sẽ giúp phòng tránh đột quỵ hiệu quả. Những người mắc bệnh lý đái tháo đường, tim mạch, mỡ máu càng cần đi khám sức khỏe định kỳ để kiểm soát tình trạng bệnh, không để các chỉ số vượt quá mức nguy hiểm gây ra đột quỵ. Kính thưa quý vị và các bạn, nhiều người có thói quen tắm khuya. Tắm vào lúc khuya, lúc mệt đi làm về hoặc là lúc đi chơi thể thao về khuya, người ta lại đi tắm. Người ta nói rằng đi tắm khuya thì dễ bị đột quỵ.
Tại sao lại như vậy? Nhiều người lắng nghe biết thông tin này nhưng lại chưa hiểu nguyên nhân gốc rễ của nó vì sao. Tại sao chúng ta tuyệt đối không nên tắm khuya? Mời quý vị cùng lắng nghe để cho chúng ta có thể hiểu rõ được điều này. Từ đó chúng ta biết cách và biết được rằng không bao giờ nên tắm khuya để tránh bị đột quỵ cho chính bản thân mình. Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý vị cùng lắng nghe. Tại sao tắm khuya lại dẫn đến đột quỵ? Có những trường hợp đột ngột gồng người, tím tái, ngưng tim, ngưng thở, tử vong ngay sau khi tắm đêm. Khi xác định nguyên nhân, hầu hết là do tai biến mạch máu não, đặc biệt là nhồi máu não hoặc nhồi máu cơ tim cấp. Nhiều người đã tử vong trước khi đến bệnh viện hoặc tử vong tại bệnh viện dù được điều trị tích cực. Không có lợi cho cơ thể. Sau một ngày lao động vất vả, đến tận đêm nhiều người mới có thời gian đi tắm. Cũng có người không bận bịu gì nhưng vẫn có thói quen tắm đêm trước khi đi ngủ, vì chỉ như vậy họ mới có cảm giác sạch sẽ. Dù đi tắm đêm vì lý do gì, thì tắm đêm vẫn dễ bị đột quỵ do người tắm bị tai biến mạch máu não, bị nhồi máu cơ tim cấp hoặc cơn đau thắt ngực. Ngoài ra, tắm đêm còn có thể gây ra tình trạng nhiễm trùng phổi, đặc biệt ở những người đang trong thời kỳ dưỡng bệnh, suy giảm miễn dịch. Nhiệt độ nước tắm không phù hợp với nhiệt độ cơ thể sẽ tự điều chỉnh bằng cách co mạch hoặc giãn mạch để giữ nhiệt hoặc thoát nhiệt. Khi mạch máu não bị co lại đột ngột, sẽ dễ gây ra đột quỵ do nhồi máu não hoặc mạch vành, tức là mạch máu cung cấp máu cho tim, co thắt đột ngột, có thể gây ra nhồi máu cơ tim cấp. Đặc biệt, ở những người có bệnh lý đau thắt ngực do co thắt mạch vành, khi tắm đêm rất dễ xảy ra cơn đau thắt ngực do mạch vành co thắt quá mức. Với những người cơ thể đang nóng nực, lỗ chân lông đang mở để thoát nhiệt, nếu tắm đột ngột nước sẽ ngấm vào lỗ chân lông, gây ra tình trạng cảm lạnh. Những người đang suy giảm miễn dịch, phụ nữ có thai, người già yếu, tắm như vậy dễ bị viêm phổi, nhiễm siêu vi, cảm cúm. Khi tắm đêm hoặc để đầu ướt khi ngủ, mạch máu não sẽ có xu hướng giãn, gây nên hiện tượng nhức đầu. Nếu lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy, có thể dẫn đến bệnh đau đầu mãn tính. Tắm đêm là yếu tố thuận lợi để khởi phát bệnh trên những người đã có sẵn bệnh từ trước như bệnh mạch vành, bệnh mạch máu não, chứ không phải nguyên nhân gây bệnh. Tắm đêm không có lợi cho cơ thể, thậm chí là cơ hội gây thêm những bệnh nặng khác. Do vậy, không nên tắm đêm, không nên tắm trong khoảng thời gian 2 giờ trước khi ngủ. Khi đang ở trong phòng lạnh, không nên tắm nước nóng quá hoặc đang nóng nực lại tắm nước lạnh. Nước tắm khác với nhiệt độ cơ thể sẽ gây rối loạn về vận máu. Ngay cả khi tắm vào ban ngày, bác sĩ cũng khuyên không nên có sự thay đổi đột ngột về nhiệt độ cơ thể và nhiệt độ nước tắm. Điều trị bằng y học cổ truyền. Bệnh nhân bị liệt mặt ngoại biên, đau mỏi vai gáy hay còn gọi là hội chứng cổ vai, cảm lạnh hoặc chóng mặt té ngã, đôi khi nghiêm trọng hơn như bị đột quỵ, tức là liệt nửa người do tai biến mạch máu não khi đang tắm. Theo y học cổ truyền, khi cơ thể nhiễm phong hàn, còn gọi là tà khí, tức là gió lạnh đột ngột, nơi có gió lùa, nhiễm lạnh quá lâu, gây tắc trở sự vận hành của khí huyết kinh lạc mà gây bệnh. Còn theo y học hiện đại, khi tắm gội khuya, thường do lạnh đột ngột, làm kích thích hệ thần kinh thực vật, cụ thể là kích thích hệ giao cảm, gây co thắt hầu hết các mạch máu của cơ quan trong cơ thể, nuôi các cơ quan nội tạng và ngoài da. Sự co thắt này thường là đột ngột, gây rối loạn trong cơ thể. Phần lớn cơ thể tự điều chỉnh nên không có rối loạn và không gây bệnh lý. Tuy nhiên, ở mức độ nhiễm lạnh nhiều và quá đột ngột hay do cơ thể suy yếu, không có sự điều chỉnh kịp thời gây ra bệnh lý ở nhiều mức độ khác nhau. Bệnh lý thường gặp là toàn thân ớn lạnh, đau đầu, đau mỏi vai gáy. Ở mức nặng hơn thì gây sốt, chóng mặt, liệt nửa mặt do tổn thương dây thần kinh thứ 7 ngoại biên. Đặc biệt, ở người có bệnh lý cao huyết áp, đái tháo đường, khi bị nhiễm lạnh đột ngột, khi tắm có thể gây cơn cao huyết áp, gây đột quỵ. Tùy mức độ khác nhau mà xử trí khác nhau. Đa số trường hợp tiên lượng thường nhẹ. Những trường hợp chóng mặt, liệt mặt
cần khám và điều trị chuyên sâu giúp nhanh chóng phục hồi. Y học cổ truyền có rất nhiều phương pháp giúp điều trị hiệu quả các rối loạn trên như dùng cháo cảm, bao gồm trứng và hành lá, ăn khi nóng, trị trứng cảm lạnh, đau vai gáy, đau mỏi cơ, uống nước trà gừng nóng có tác dụng giải biểu, trừ cảm. Hay các phương pháp dân gian như cạo gió giúp thông kinh mạch tại vùng đau, xông lá hương nhu, tía tô, xả, xoa bóp bấm huyệt, hào châm, chườm bằng dược liệu lá lốt, ngải cứu, hương nhu với muối hột rang nóng. Hiệu quả rất cao trong các trường hợp đau mỏi do cảm lạnh. Cũng có thể dùng các túi chườm dược liệu được làm sẵn. Các nguyên tắc cần nhớ để bảo vệ sức khỏe. Chúng ta có thể phòng ngừa nếu tuân thủ theo các nguyên tắc cơ bản sau. Tránh lạnh đột ngột, không tắm nơi có gió lùa, tránh tắm quá khuya, đặc biệt khi tắm không dội xối ngay nước từ trên đầu mà cần dội từ dưới lên để cơ thể quen dần. Dội xối nước bắt đầu từ bàn chân, tiếp đến lên gối, lên bụng, lên vai ngực và cuối cùng mới là đầu. Làm ấm cơ thể trước khi tắm bằng cách dùng hai tay xoa nóng da trong vòng 3 đến 5 phút trước khi tắm. Khi tắm gội xong, tránh để gió lùa như không hong sấy tóc dưới quạt quá mạnh. Với những người có cơ địa yếu nên dùng máy sấy tóc, sấy khô tóc và sấy ấm vùng gáy. Không tắm khi quá đói hay mới ăn no. Nên tập luyện cơ thể thường xuyên và thực dưỡng đủ chất giúp nâng cao sức đề kháng của cơ thể.